và trước đây là hơn 1 năm thì anh em mình đã dọn dẹp được trước qua thì nơi đó mình quay lại là một thứ đây là nó đang bị chặt rất nhiều thì nhà mình sẽ sửa lại để xây dựng mà nước này nó có tí đây cho bà thì mái này nó bị vỡ bị hỏng rất nhiều qua cơn bão vừa rồi nhé, thì bây giờ anh em mình sẽ đi vào trong này sửa cái này.